cũng như là cái diễn biến của cái vừa qua hôm nay. Thì kính thưa quý vị, được quyết định của bác là và những anh chị tư vấn viên của công ty bảo hiểm Lãnh Sò, thì trước nhất là tôi xin được giới thiệu về phía giám đốc văn phòng của tổng đại lý bảo hiểm Lãnh Sò có chị Đồng Thị Xuân. Xin mời chị Đồng Thị Xuân. Qua anh lý trần danh là một phần ID của phần bảo hiểm Lãnh Sò văn phòng mình sẵn. Ngoài ra còn có các anh chị là trưởng ban, trưởng nhóm, tiền trưởng nhóm và các anh chị là tư vấn viên của công ty bảo hiểm Lãnh Sò cùng các bạn hôm nay. Giờ sau đây tôi xin nhường lại phần phần chính của phần bảo hiểm giới thiệu chị sản phẩm hôm nay, thì tôi xin thiệu anh lý trần danh là sẽ đại diện để giới thiệu hai anh chị hai cái sản phẩm về bảo hiểm cho bò Lãnh Sò. Đó là một sản phẩm dành cho thành tài và một sản phẩm đó là Phú An Lộc, để nhằm cho các anh chị của bác mình là tìm hiểu về sản phẩm của công ty bảo hiểm Lãnh Sò và nắm được những cái phần về kinh doanh của công ty cũng như là những cái mà nhờ hoạt động của công ty trong thời gian qua. Xin kính mời anh. Cảm ơn anh MC của chúng ta, chào mỗi tay thật lớn dành cho anh MC của chúng ta. Xin phép chị thân mến, xin phép danh được tự giới thiệu lại, tên đầy đủ là Lý Trần Danh, đến từ bộ phận phát triển kinh doanh của công ty bảo hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam. Và ngày hôm nay rất vui được làm quen với các anh chị để dành một khoảng thời gian của chiều quý báu của ngày chủ nhật để tham dự cái chương trình hội thảo với những nội dung sau đây. Thưa các anh chị, em sẽ giới thiệu cho các anh chị biết đôi nét về tập đoàn Prudential Việt Nam. Prudential là một công ty như thế nào, tiềm lực tài chính ra sao và liệu Prudential có kinh doanh lâu dài tại Việt Nam của chúng ta hay không? Thưa các anh chị, hiện tại các anh chị cũng biết Prudential đang kinh doanh bảo hiểm Nhân Thọ. Vậy thì bảo hiểm Nhân Thọ là gì và vai trò của bảo hiểm Nhân Thọ trong cuộc sống cá nhân, gia đình và xã hội chúng ta như thế nào? Sau đó em sẽ giới thiệu đến những giải pháp tài chính mà Prudential cung cấp cho các anh chị đây để nhằm giúp cho chính bản thân chúng ta, cho người thân yêu của chúng ta. Và cái phần cuối cùng là phần và hỏi đáp và giao lưu. Thưa các anh chị thân mến, để trả lời cho câu hỏi thứ nhất, Prudential là một công ty như thế nào, xin mời các anh chị cùng hướng lên màn hình để xem một đoạn phim. Nhìn nhận nhu cầu bảo hiểm Nhân Thọ tại Việt Nam trong thời điểm sống sự
Universal cũng là công ty có những sản phẩm có những nhân thọ đa dạng và phong phú nhất tại Việt Nam. Đó là thành quả của một tập thể hơn 80 nghệ nhân viên và những công ty bảo hiểm chuyên nghiệp giúp đồng lòng để quyết tâm và nỗ lực không ngừng để mang đến cho khách hàng dịch vụ hoàn hảo nhất. Phương châm luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, không chỉ được có thể áp dụng cho các hoạt động kinh doanh của mình mà còn thể hiện rất rõ trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng tại Việt Nam. Đối với số Việt Nam đã và đang đứng trong sự kiện đất nước thông qua những hoạt động thân thiện và cộng đồng việc tổ chức thường xuyên để thực hiện thành lập nhưng để những có được gọi công ty chính thức hiến máu nhân đạo các hoạt động hỗ trợ đồng bào lũ lụt miền Trung chương trình cùng tình nguyện chương trình sống xanh sống khỏe đặc biệt trong năm 2011 vừa qua Prudential đã thành lập quỹ Prudential để hỗ trợ các hoạt động cộng đồng của Prudential tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư lên đến 10 triệu đô la Mỹ trong năm 2011-2015. Công ty Prudential cũng đạt được vinh danh là doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, đứng thứ thu nhập doanh nghiệp nhiều nhất trong danh sách nhà nước trong giai đoạn 2007-2009. Đây là những minh chứng cho cam kết luôn luôn gắn bó hỗ trợ người dân Việt Nam, đồng thời luôn nỗ lực chúng ta xây dựng và phát triển tương lai đất nước của Prudential. Thành quả hơn 10 năm hoạt động tại Việt Nam đã và đang được chính phủ, các cơ quan ban ngành của cộng đồng Việt Nam ghi nhận và hỗ trợ thông qua hàng loạt các giải thưởng công ty tiêu dùng nhận được như tiền bảo tích thưởng nữa cho khách hàng. Cụ thể ở năm 2007 số tiền
lại tiếp tục thêm có 468 tỷ đồng nữa. Và thưa các anh chị, năm 2013 này, sắp tới đây, đầu tháng 4 này, Prudential công bố sẽ chia thêm tổng số tiền là 760 tỷ đồng nữa cho những khách hàng chuẩn bị đáo hạn vào đầu tháng 4 này và sẽ được công bố toàn bộ trên tất cả những cái phương tiện thông tin đại chúng. Tức có nghĩa là những khách hàng tham gia với Prudential từ những năm trước đã tham gia ngoài toàn bộ số tiền cam kết Prudential chi trả còn sẽ được nhận thêm một khoản tiền nữa và Prudential sẽ công bố vào đầu tháng 4 này. Đó chính là quyền lợi cộng thêm mà Prudential của chúng tôi cũng chi trả cho khách hàng. Thưa các anh chị, với những năm hoạt động như vậy, có người nói với anh, có người chia sẻ với anh như thế này: tham gia bảo hiểm nhân thọ dễ nhưng lấy ra rất khó. Vậy thì các anh chị, đây là chuẩn biểu đồ trong những năm qua. Hơn 1.221 trường hợp Prudential cam kết và đã chi trả cho những trường hợp tử vong, thương tật toàn bộ bệnh viện, tai nạn hoặc là bệnh tật. Tất cả là những cái khoản chi trả và tổng số tiền mà Prudential đã chi trả cho những cái trường hợp này lên tới 9.786 tỷ đồng. Thưa các anh chị, trên tờ biểu đồ này chúng ta có thể nhận thấy từ năm 2003, xu hướng chi trả của công ty Prudential có chiều hướng gia tăng. Bởi vì sao các anh chị? Chút xíu nữa đây, Danh bật mí lý do tại sao xu hướng này lại gia tăng. Thưa các anh chị, đây là những cái gì mà Prudential đạt được. Chính vì những thành tựu việc làm đó, Prudential đã xứng đáng vinh dự là doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên nhận được huân chương lao động hạng 3 từ lãnh đạo nhà nước của chúng ta. Nhưng đó các anh chị, huân chương lao động hạng 3 chuyện bình thường. Huân chương lao động hạng 3 đối với công ty Việt Nam, công ty trong nước của chúng ta, đây là chuyện rất đơn giản. Nhưng với Prudential, huân chương lao động hạng 3 đây là một cái sự kiện nổi trội nhất, bởi vì mỗi ngày trôi qua như vậy, anh phải có đóng góp như thế nào vào cái thị trường Việt Nam của chúng ta thì mới được cấp cho cái này. Và thưa các anh chị, cứ mỗi ngày trôi qua, Prudential đóng góp cho thị trường Việt Nam tiền thuế lên tới 1 tỷ đồng. Cứ 24 tiếng đồng hồ trôi qua là công ty của chúng tôi đóng thuế cho nhà nước Việt Nam của chúng ta 1 tỷ đồng thưa các anh chị. Và đây là hình ảnh ông tổng giám đốc Prudential đón nhận huân chương lao động hạng 3 từ thứ trưởng Bộ Tài chính ông Trần Xuân Hà và những cái cuộc gặp gỡ viếng thăm với lãnh đạo của chúng ta mà Danh ghi nhận lại. Thưa các anh chị, với những gì Prudential đã làm hơn 14 năm qua giúp cho chúng ta nhìn nhận Prudential là một công ty như thế nào, và đó chính là một cái lời cam kết Prudential hoạt động đầu tư kinh doanh lâu dài tại Việt Nam của chúng ta. Và vừa rồi chỉ đến phút Danh giới thiệu sơ khởi về Prudential. Các chị cũng biết Prudential đang bảo hiểm nhân thọ. Vậy bảo hiểm nhân thọ là gì? Thưa các anh chị, bảo hiểm nhân thọ Danh tạm gọi đây là một quỹ dự trữ tài chính dài hạn được đóng góp bởi số đông người nhằm chia sẻ những cái rủi ro cho số ít người. Danh sẽ làm ví dụ như thế này. Người tham gia bảo hiểm nhân thọ sẽ đóng một khoản tiền định kỳ gọi là phí bảo hiểm. Nhiều người tham gia sẽ tạo nên một cái quỹ chung gọi là quỹ dự trữ tài chính. Trên thực tế, quỹ này sẽ được hoạt động như thế nào? Thưa các anh chị, quỹ này sẽ do công ty bảo hiểm trực tiếp quản lý dưới sự giám sát của Bộ Tài chính. Để các anh chị dễ hình dung, quỹ này sẽ được hoạt động như thế nào? Một người, cho lấy ví dụ ha, một người tham gia bảo hiểm nhân thọ với thời hạn 10 năm, 15 năm, 20 năm. Nếu như trong suốt thời hạn hợp đồng 10 năm, 15 năm hoặc 20 năm có điều gì đó không may rủi ro xảy ra với người tham gia bảo hiểm thì công ty sẽ dùng tiền trong quỹ dự trữ tài chính này để chi trả cho những trường hợp rủi ro xảy ra đối với người tham gia bảo hiểm toàn bộ số tiền ghi trên hợp đồng cộng các khoản lãi. Nhưng không phải ai tham gia bảo hiểm cũng mắc phải rủi ro. Nếu như trong suốt thời hạn 10 năm, 15 năm, 20 năm không có một rủi ro nào xảy ra với người tham gia bảo hiểm thì công ty cũng sẽ dùng phần tiền trong quỹ dự trữ tài chính này để chi trả khi đáo hạn hợp đồng toàn bộ số tiền ghi trên hợp đồng cộng các khoản lãi. Nhưng 10 năm,
15 năm, 20 năm là một khoảng thời gian tương đối dài. Nếu như vì một lý do chủ quan hay khách quan nào đó mà người tham gia bảo hiểm đành phải hủy hợp đồng, thì công ty sẽ dùng một phần tiền cho quỹ này để chi trả khi hủy hợp đồng. Nhưng nói như vậy thì các anh chị, không có nghĩa là công ty chỉ ngồi chờ khi có rủi ro xảy ra hay khi đáo hạn hợp đồng hoặc là những cái khi hủy hợp đồng để chi trả. Bởi vì tiền nếu như chúng ta cứ để mà chúng ta chi trả thì một lúc nó cũng sẽ hết. Vậy thì trên thực tế quỹ này sẽ hoạt động như thế nào thì các anh chị? Trên thực tế công ty sẽ dùng phần lớn tiền trong quỹ này để đầu tư sinh lợi, và lợi nhuận sau khi đầu tư sẽ đem về quỹ dự trữ tài chính làm cho quỹ này càng thêm lớn mạnh, và lẽ đương nhiên là khách hàng và công ty cùng có lợi. Thưa các anh chị, người tham gia bảo hiểm nhân thọ ngoài số tiền đã nhận được cam kết hợp đồng còn nhận được thêm một khoản lãi. Lãi này do công ty đầu tư và lợi nhuận sinh lợi để trao trả cho khách hàng. Chính vì thế bảo hiểm nhân thọ có thể đáp ứng được nhiều mục đích khác nhau trong cuộc sống của chúng ta. Thưa các anh chị thân mến, và chắc chắn các anh chị cũng sẽ đồng ý với danh điều này, bất kỳ ai trong chúng ta cũng cần phải có đi làm để có thu nhập để trang trải cho những cái nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Ví dụ cái ăn, cái mặc, cái chi phí y tế, những cái nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Và một khi những cái nhu cầu thiết yếu đó, những cái chi phí đó đã được đảm bảo, thì bất kỳ ai trong chúng ta cũng sẽ nghĩ về một cái kế hoạch xa hơn, tốt đẹp hơn. Đó chính là gì thưa các anh chị? Những người có con, ví dụ như chị, thì mong muốn điều này. Đó chính là mong muốn cho con em mình ăn học thành tài. Làm sao con em mình có thể tự kiếm ra đồng tiền nuôi sống bản thân nó, ăn học thành kỹ sư, bác sĩ, thậm chí là những người thành đạt. Bất kỳ ai trong chúng ta có con đều mong muốn điều này. Hoặc là những người trụ cột trong gia đình, ví dụ như một số anh bên dưới hoặc là những các anh chị bên này, những người trụ cột trong gia đình thì lại mong muốn một căn nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi. Để làm sao để mà có thể lo lắng được cái sự hạnh phúc nơi gia đình của họ cho các anh chị. Và bất kỳ ai trong chúng ta cũng sẽ mong muốn điều này. Đó chính là một chuyến du lịch trong nước hoặc nước ngoài. Khi mà chúng ta làm việc căng thẳng, mệt mỏi, khi mà chúng ta cảm thấy chúng ta bị áp lực, thì chúng ta cần nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng bằng một chuyến du lịch. Và thưa các anh chị thân mến, may mắn hơn, những người sống thọ hơn lại mong muốn cái điều này. Đó chính là mong muốn một cái tuổi già an nhàn thảnh thơi, không phải là gánh nặng cho con cháu trong gia đình. Và cái trường hợp này chúng ta gặp rất nhiều các anh chị. Và một khi những cái trăn trở, những cái ước mơ này chúng ta đã hình thành trong đầu, thì tất cả chúng ta sẽ tiết kiệm cho những cái mục tiêu này. Thế nhưng có điều mà Danh muốn chia sẻ với cái chương trình ngày hôm nay là sao các anh chị? Trong cuộc sống của chúng ta, không ai có thể vẽ lên được chữ ngờ. Không ai viết ra được cái chữ ngờ nó như thế nào. Bởi vì sao? Có những cái rủi ro không may luôn rình rập của chúng ta mỗi ngày. Đó là gì thưa các anh chị? Đó chính là bệnh tật. Sẽ không ai biết chắc được ngày mai chúng ta sẽ bệnh gì. Không ai biết chắc được. Đúng không ạ? Và cái điều thứ hai đó chính là gì các anh chị? Đó chính là tai nạn. Cái chữ tai nạn nó đang ám ảnh chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ đâu xa xôi cách chợ, mới đây thôi, ngay mùng năm Tết vừa rồi, chân đèo Bảo Lộc cách 200m, một chiếc xe tải chở rau củ quả từ đổ chân đèo từ Đà Lạt về thành phố Hồ Chí Minh, khi mà cách chân đèo Bảo Lộc 200m, mất bánh lái lao thẳng qua bên kia lại, tông vào ba chiếc xe máy, cướp đi sinh mạng của 8 người, và trong đó có tất cả là 6 trẻ em. Các anh chị dưới 18 tuổi, các anh chị. Rồi chưa kể cái vụ mới đây gần đây nhất, đó chính là ngay hẻm 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Cái vụ mà Phương Khói Lửa, không biết là ông làm phim như thế nào, ông đem mìn, đem pháo gì dụng cụ về đó, ông chết chân nó đùng một hát một ba căn nhà sập, cướp đi sinh mạng của 12 người, các anh chị. Đó là cái chữ rủi ro về tai nạn trong cuộc sống này, mà chúng ta không bao giờ được
không bao giờ ai mong muốn được, đó chính là sự ra đi quá sớm. Những cái ước mơ, những cái trăn trở, những cái hoài bão chúng ta sẽ không bao giờ thực hiện được. Vậy thì đâu là giải pháp thực sự để giúp cho chính bản thân chúng ta, cho người thân yêu của chúng ta vượt qua được cái khó khăn này? Thưa các anh chị thân mến, có người nói với anh rằng chết là hết. Xin thưa, đúng, hết với chính bản thân các anh chị và chính bản thân với người đó, nhưng người ở lại thì sao các anh chị? Và thưa các anh chị, vậy thì đâu là giải pháp giúp cho những cái rủi ro khi xảy ra này? Một điều đáng tự hào đó chính là trong suốt hơn 14 năm qua, Prudential đã bảo vệ an toàn tài chính cho hơn 4 triệu khách hàng của chúng ta. Những sự an tâm vui sống đó chính là phần quà giá trị nhất mà chính khách hàng đã dành cho công ty của chúng ta. Và vì một lần nữa, Prudential kêu gọi các anh chị hãy chuyển giao tất cả những cái rủi ro cho công ty của chúng tôi. Đó là hai ý nghĩa về bảo vệ và tiết kiệm của bảo hiểm nhân thọ mà Danh vừa mới trình bày giúp cho các anh chị ở đây. Thưa các anh chị, bảo hiểm nhân thọ bảo vệ và tiết kiệm cho chính bản thân chúng ta, cho người thân yêu của chúng ta và cho cuộc sống này ngày càng tốt đẹp hơn. Thưa các anh chị, vừa rồi Danh giới thiệu sơ về bảo hiểm nhân thọ. Vậy thì khi mà có hiểu được bảo hiểm nhân thọ, vậy những cái giải pháp tài chính nào giúp cho tôi tại thời điểm này nè các anh chị? Ngày hôm nay Danh sẽ giới thiệu với các anh chị hai giải pháp tài chính. Thưa các anh chị thân mến, trong cuộc sống của chúng ta, hầu hết tất cả chúng ta dành cho người thân yêu và chúng ta dành hết cho người thân yêu, và cái điều đặc biệt đó chúng ta dành cho con của chúng ta. Mong muốn sau này con ăn học thành tài, mong muốn sau này con có thể tự kiếm ra tiền nuôi chính bản thân mình, nuôi cả gia đình của con mình sau này nữa. Nhưng chúng ta cần phải chuẩn bị gì đây thưa các anh chị, khi quãng đời trước mắt của con còn quá dài? Có người nói với anh, thôi anh đã chuẩn bị sẵn cho con của anh một số tiền rất lớn trong ngân hàng, đủ để nó xài tới già. Anh chia sẻ với các anh chị, liệu con của mình đến tuổi nó có biết cách xài tiền hay không? Tiền có tiền núi hả? Có người lại chọn một giải pháp như thế này. Chị, người phụ nữ mà, chị chọn cho con em mình, đó là gì các anh chị? Một cái tương lai học vấn các anh chị. Đó chính là chuẩn bị cho con em mình một cái tương lai học vấn, đảm bảo rằng cứ đến tuổi đó con em mình có tiền ăn học và ăn học, chỉ lo học thôi. Bởi vì sao? Chỉ có học vấn mới giúp cho con em mình sau này tự lo sống bản thân. Vậy thì chúng ta sẽ chuẩn bị gì đây? Liệu đến tuổi đó quý của con em mình như thế nào? Và đến cái ngày đó chúng ta còn sức để làm ra tiền để mà lo con em chúng ta hay không? Và chưa kể cái gì, những cái rủi ro xảy ra, liệu lúc đó có còn để mà lo con em của chúng ta hay không? Ba câu hỏi. Liệu lúc đó có còn để lo cho con hay không? Và nếu như còn thì có thể lo, có thể làm ra tiền để lo cho con hay không? Và điều thứ ba, đó chính là tiền bao nhiêu là đủ? Vậy thì các anh chị, Danh có làm một cái bài toán thống kê như thế này, cập nhật từ Trung tâm Tư vấn Du học Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội. Số tiền mà để học đại học cho những năm ở tại Đại học Công lập và Dân tộc tại Việt Nam của chúng ta là từ 30 tới 70 triệu đồng. Cho những cái chương trình đại học theo chương trình liên kết tại Việt Nam đó là lên tới 200 triệu. Và những cái chương trình đại học quốc tế tại Việt Nam, ví dụ như trường IMIT, Đại học Harvard hay là những cái trường đại học danh tiếng mà các anh chị đã có biết ở tại trường Việt Nam, lên tới số tiền 400 triệu. Và Danh không nói xa số tiền tỷ, bởi vì sao? Nói là du học ở nước ngoài. Vậy thì nếu như chúng ta không chuẩn bị trước những cái số tiền này thì sao các anh chị? Lúc đó con em mình có tiền để học không? Bởi vì sao các anh chị? Bây giờ các anh chị thấy rất nhiều. Thấy gì đó? Khi ra đường ngay góc ngã tư dừng xe lại có 3-4 người nhào ra phát tờ rơi. Có không ạ? Có không ạ? Thấy rất nhiều. Chưa kể nhiều khi mình cần cái gì, đi đến trước trường học đi học cho con em mình xong, ra qua bốn người phát hỏi gì, trung tâm gia sư, và đi làm thêm. Và chưa kể các anh chị, Danh dám khẳng định với các anh chị như thầy, các anh chị bước vô 10 quán cà phê trên thị trường thì mỗi các quán cà phê giống như rất giống vậy đó gì ha, trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh mình sẽ lúc nào cũng sẽ có ít
nhiều 1-2 anh chàng sinh viên ở trong đó. Có không ạ? Vậy thì bởi vì sao? Ở những ngày trước kia chúng ta chưa chuẩn bị cho con em mình đến cái tuổi học đại học. Đến cái tuổi này đành phải đi làm những công việc nặng nhọc, phụ hồ, phun giá, chạy xe ôm, phục vụ quán cà phê, này kia kia nọ, làm gia sư để làm sao? Để đổi lấy những cái số tiền đóng học phí này các chị. Nhưng nếu như ngày hôm nay chúng ta ngồi đây, chúng ta chuẩn bị trước cho con em mình ở một cái tương lai xa, 10 năm, 15 năm nữa con em mình đang học thành tài, thì chắc chắn hoàn toàn chúng ta có thể chủ động được học ở đâu, tiền học phí là bao nhiêu là đủ. Bởi vì sao? Thưa các chị, ngày nay Danh giới thiệu với các anh chị một giải pháp tài chính thứ nhất, đó chính là Phú An Gia Thành Tài. Phú An Gia Thành Tài này nó không có gì là xa xôi. Bởi vì sao chị? Thực ra nó chính là một cái quỹ học bổng để giúp cho con em mình đến tuổi đó có đúng số tiền cam kết như mình đã đứng đây mình nghỉ về 15 năm nữa. Và cam kết các anh chị đến lúc đó nhận bao nhiêu tiền do các anh chị quyết định. Cụ thể sản phẩm này như thế nào các anh chị? Sản phẩm này đáp ứng nhu cầu giáo dục đa dạng. Ví dụ con em mình muốn học tại trường nào, bây giờ mình chuẩn bị tiền trước, học ở trường ở trong nước hay nước ngoài tùy mình quyết định. Trường hợp thứ hai, đảm bảo tương lai của con em cứ đến đúng tuổi đó, ngày đó, giờ đó, tháng đó, công ty chi trả cho một cục tiền để em học thành tài, không phải lo đi làm gia sư, không phải lo đi phụ hồ, cũng như là không phải lo đi phải làm những cái công việc vất vả nguy hiểm để mà đổi lấy đồng tiền cho anh chị. Và điều thứ ba, khi tham gia cái sản phẩm này trọn vẹn và hiệu quả. Bởi vì sao? Có thể bảo vệ không chỉ bản thân người trụ cột trong gia đình mà còn bảo vệ lên tới 4 thành viên trong một gia đình. Cụ thể như thế này, xin mời các anh chị cùng đến với lại gia đình của một anh ba. Anh ba này năm nay 36 tuổi. Anh tham gia cái giải pháp này với số tiền là 200 triệu đồng và những cái sản phẩm hỗ trợ số tiền lên tới 200 triệu đồng. Những cái thông tin chi tiết này Danh sẽ được minh họa cho các anh chị lên chụp biểu đồ để các anh chị như thế này. Gia đình anh á, gia đình anh thì năm nay có một bé An 1 tuổi à, thì anh Danh sẽ minh họa như thế này. Thưa các anh chị, năm nay bé 1 tuổi. Vậy thì năm bao nhiêu tuổi bé bước vào đại học ạ? 18 tuổi. Vậy thì bây giờ mình tiết kiệm trước 17 năm, đúng không ạ? Thưa các anh chị, tiết kiệm 17 năm đến năm 18 tuổi. Công ty anh tham gia 200 triệu đúng không ạ? Hợp đồng này 200 triệu. Công ty sẽ chi trả như thế nào? Công ty sẽ chi trả vào năm 18 tuổi là năm bé bước chân vào năm đầu tiên, cần phải có tiền đóng tiền trường, cần phải tiền mua sách vở, cần phải mua dụng cụ học tập, thì công ty chi trả 30% số tiền bảo hiểm, cụ thể là 103 triệu đồng. Và những năm tiếp theo là những năm chúng ta cứ học đều 19, 20, 21 là những năm chúng ta sẽ nhận được 83 triệu đồng. Và năm cuối cùng là năm bé An cần phải ôn thi tốt nghiệp, làm luận án và có một cái số tiền nhỏ để bước ra đời, tiếp tục nhận được. Ở đây là 20%, đây là 30%, còn đến đây là nhận được 30% số tiền bảo hiểm là 103 triệu đồng cho các anh chị. Tổng số tiền này đó chính là 456 triệu đồng. Thưa các anh chị, anh tham gia 200 triệu nhận được 456. Có người nói với Danh, chuyện này anh để ngân hàng, anh đầu tư kinh doanh, anh làm được gấp 15 lần cái này. Thưa các anh chị, đúng, Danh khẳng định là đúng, không ai nói sao. Nếu như chúng ta để ngân hàng hay chúng ta đầu tư kinh doanh, cái số tiền này nó chẳng đáng là đâu cả chị. Nhưng cái điều Danh cũng nói với các anh chị, cái khi nãy Danh chia sẻ với các anh chị là gì? Một người chủ cột trong gia đình, lỡ chẳng may cái rủi ro xảy ra thì sao các anh chị? Thưa các anh chị, ví dụ tại thời điểm bé An 5 tuổi, cái rủi ro không may xảy ra với anh ba là người trụ cột trong gia đình thì sao các anh chị? Khi mà cái rủi ro xảy ra thì anh sẽ không còn làm ra tiền để tiếp tục nuôi sống gia đình nữa. Thì lúc đó ai nuôi? Có ba chữ các anh chị, có ba chữ mà khi mà Danh đi học thầy có nói là ba chữ giờ. Giờ chút xíu nữa cuối giờ Danh mới chia sẻ các anh chị. Tại thời điểm này anh không tạo ra thu nhập nữa thì gia đình anh không ai nuôi, thì ngay lập tức các anh chị, hợp đồng này sẽ không đóng thêm một khoản phí nào nữa. Và tại thời điểm này lúc năm
để cho người thân vượt qua được cái khó khăn ban đầu của các chị. Nếu như tại thời điểm này ai tham gia 500, công ty chi trả 500, tham gia 1 tỷ, công ty chi trả 1 tỷ và hợp đồng này không đóng thêm một đồng nào với nhà các chị tại thời điểm này. Nhưng có người hỏi, ủa vậy thì cái đây hợp đồng kết thúc hả? Xin thưa các chị, họ không có hết. Bởi vì sao? Công ty phải đóng phí cho các chị tại thời điểm này. Và tới năm 18, 19, 20, 21 tuổi, tổng số tiền 456 triệu đồng vẫn chi trả cho con em các chị khi đến tuổi ăn học hình thành. Đây là điều đầu tiên. Tuy nhiên, khi nãy anh trình bày, cuộc sống mà không ai viết và vẽ ra được cái chữ ngờ. Ví dụ như cái rủi ro không xảy ra với anh ta, nhưng cái rủi ro xảy ra với người vợ thì sao các anh chị? Ví dụ cũng tại thời điểm này, cái rủi ro xảy ra với chị ba, thì ngay lập tức gia đình cũng sẽ nhận ngay 200 triệu đồng bởi vì tham gia bao nhiêu, công ty chi trả bấy nhiêu. Và hợp đồng này miễn đóng phí các anh chị. Và quyền lợi hợp pháp vẫn được đảm bảo. Nếu như vừa rồi gần đây nhất, hai chiếc xe du lịch ở Khánh Hòa đụng vào nhau, cướp đi sinh mạng của 12 người đúng không ạ? 12 người và làm bị thương đang góp góp ở đâu mấy cái bệnh viện ngoài trung ương nữa. Vậy thì các chị, 12 người đó, ví dụ như cả hai vợ chồng mà cùng nằm trong chiếc xe đó thì sao các chị? Công ty sẽ chi trả gấp hai lần lên. Ví dụ, tại thời điểm này cả hai vợ chồng nhận là 400 triệu đồng. Và cái quyền lợi hợp vốn này vẫn được đảm bảo cho con em mình. Đúng không anh chị? Vậy thì cái sản phẩm này chúng ta cần phải tiết kiệm bao nhiêu là đủ? Chúng ta cần phải tiết kiệm bao nhiêu để chúng ta có được cái sự bảo vệ này cho các anh chị? Theo anh nghĩ với cái sản phẩm này chúng ta cần phải có bao nhiêu tiền một ngày cho cái sản phẩm này? Phải bao nhiêu anh? Không, có nghĩa là một ngày với sản phẩm này chúng ta cần phải tiết kiệm bao nhiêu tiền? Một ngày tiết kiệm 200 ngàn để nhận được cái bản hồi phở vậy này à. Xin thưa các anh chị, với sản phẩm này mỗi ngày như vậy chúng ta chỉ cần tiết kiệm 34 ngàn đồng. 34 ngàn đồng một ly cà phê, một ổ bánh mì tại thời điểm này không đủ. Thưa các chị, 34 ngàn đồng, tổng số tiền là 12 triệu 600 ngàn một năm để bảo vệ cho người trụ cột trong gia đình, cho người vợ hoặc người chồng và tương lai học vấn cho người con, thậm chí là có thể bảo vệ thêm một thành viên nữa trong gia đình với những cái sản phẩm. Nếu như chúng ta có cái rủi ro xảy ra, có được sự bảo vệ. Thưa các chị, giải pháp này là giải pháp dành cho con em của chúng ta sau này ăn học thành tài. Và giá trình bày ở đây, đây chỉ là một cái số tiền minh họa, giá trị khoảng 300 triệu, 200 triệu đồng thôi. Nhưng ai có nhu cầu tài chính cao hơn, các anh chị có quyền quyết định các anh chị muốn tiết kiệm bao nhiêu tiền một ngày là đủ. Các anh chị hoàn toàn có thể chủ động liên hệ với các anh chị tư vấn viên để thiết kế cho các anh chị những cái số tiền phù hợp với cái khả năng tài chính của các anh chị nhất. 300 triệu, 400 triệu, 500 triệu, thậm chí 1 tỷ đồng để con em tôi sau này đi học ở bên kia là quyền quyết định của các anh chị. Đây chính là giải pháp tài chính thứ nhất mà Danh vừa trình bày. Thưa các anh chị, có người nói là có cái câu hỏi đặt ra như thế này: xin con ra lo cho con ăn học, nuôi con lớn để con thành tài. Nhưng có bao giờ các anh chị dám chắc với Danh một điều rằng sau này chính đứa bé là người nuôi lại chính chúng ta không? Có người nói với Danh hên xui. Vậy thì bao nhiêu là hơn và bao nhiêu là xui? Đúng không ạ? Nói đâu xa gần chính bản thân Danh đến giờ Danh cũng chưa có hiếu thảo con mẹ đúng không ạ? Chưa lo được. Vậy thì các anh chị thôi, Danh chia sẻ như thế này, không ai lo cho chính bản thân chúng ta ngoài chính chúng ta. Có những cái cảnh đời mà các anh chị đã từng gặp. Ngày hôm nay hai bác già, hai ông bác già đại diện của công ty Radio Show ngày hôm nay làm chương trình về hội thảo kế hoạch
chị, xin mời các chị di chuyển về vị trí ạ. Thưa các chị, các quý khách hàng thân mến, thì có thể là ngày hôm nay chúng ta còn băn khoăn, thắc mắc, có thể gặp riêng người tư vấn viên để gửi đến những câu hỏi để ban tổ chức có thể giải đáp thắc mắc của các chị. Hoặc là hôm nay chúng ta chưa có tham gia, 2-3 ngày tới chúng ta suy nghĩ ra chúng ta tham gia cũng có thể được. Nè, xin mời các chị tư vấn viên hướng dẫn cho khách hàng, nếu có thắc mắc thì gửi cho ban tổ chức, ban tổ chức sẽ gặp các chị. Và sau đây. Lê, chị là một người phụ nữ. Lê Thị Như Bộ. Lê Thị Như Bộ đó ạ. À? À, Lương, nhanh nhau. Lương Thị Như Bộ nè. Dạ, Lương Thị Như Bộ, xin mời chị Lương Thị Như Bộ lên nè. Rồi, cái này thứ ba. Nguyễn Văn Quá ạ. À? À, xin mời anh Tiến lên sân khấu ạ. À? Xin mời chị Bộ, xin mời anh là Tiến lên nè. À? Và mời chị Hương, sẽ gửi 3 phần quà cho các nàng may mắn này cho một gia. Xin mời anh Quá. À, trong quá trình chờ đợi thì anh sẽ mời chị bốt chúc danh 2 lá thăm dành cho 2 các nàng may mắn trúng giải gì. Ngày lá thăm có thể bốt trên dưới gì tùy. Rồi, hiện tại trên tay như này đã có 2 lá thăm của 2 khách hàng may mắn. Người thứ hai. Khách hàng họ Bùi Tiến Nhung ạ. Rồi, chúng tôi chạy, chúng tôi chạy lên sân khấu ạ. À, thôi thì anh xin mời đại diện cho mời chị để bóc chúng danh một lá thăm của người chúng giải nhất luôn ạ. Rồi, người mãn cho danh một. Rồi, trên tay trên đây đã có người may mắn chúng luôn giải nhất. Và bây giờ danh xin mời chị Dương Diễn lên đây ạ. À. Danh sẽ bật mí người chúng giải nhất là người may mắn nhất. Danh xin được trân trọng chúc mừng chị lại là một người phụ nữ. Chị có số điện thoại kết thúc bằng con số 6. À, chị là người họ Nguyễn. Xin trân trọng chúc mừng khách hàng Nguyễn Thị Thẩm Thúy Hằng ạ. Rồi, xin mời ba cái nàng may mắn lên di chuyển lên ạ. À. Xin mời anh Nguyễn Nhân Nghĩ ạ. À. Màu đỏ. Rồi, mời anh Hỷ xin gửi 2 phần quà mời cho dễ chịu một cho dễ nhất ạ. Một chàng khó tay thân lớn dành cho ba cái nàng may mắn tiếp theo của chúng ta. Thưa các chị, chương trình rút thăm tín lượng tới đây là hết. Xin cảm ơn các chị. Lại là một chị là người phụ nữ. Xin trân trọng chúc mừng các nàng Nguyễn Thị Thanh Xuân. À, chúc mừng chị Nguyễn Thị Thanh Xuân. Người thứ hai ạ. Chị lại là một người phụ nữ. Trần Thị Mỹ Dung ạ. Xin mời chị di chuyển lên ạ. Và xin mời chị Xuân lấy 2 phần quà đặc biệt dành cho các hàng của chúng ta. Còn một chàng bó tay từ lớn dành cho 2 khách hàng, 2 chú lên khách hàng của mình ạ. Và cảm ơn các chị. Thưa các chị thân mến, thì hôm nay khi nãy đang trình bày, và sau đó chúng ta quay lại để mua phần nhà hàng chuẩn bị phần tiền cho các chị. Xin chân thành cảm ơn. Các chị có thể rửa mặt nghỉ ngơi ít phút ạ.